Của chân nhân chương 2631, ưu thế quá lớn, một Tại sao lại như vậy? Điều này không thể nào. Trần y tràn ngập chiến ý và nhiệt huyết, giống như bị một chậu nước đá vô tình dội xuống. Ông ta chờ mong lôi quỷ chân quân đại sát tứ phương, giết đến phúc địa lan gia trên dưới nháo nha nháo nhác, còn phương nguyên thì chật vật chống cự. Nhưng hiện thực chính là, lôi quỷ chân quân đã chết, phương nguyên một cộng lông cũng không rớt, đang đứng mỉm cười trước mặt ai có thể ngờ đến sẽ là hình ảnh như thế. Trần Y chớp mắt liên tục, bỗng quát, giỏ cho tên ma đầu ngươi, dám làm huyễn cảnh giống như thật, lão phu suýt chút nữa bị ngươi lừa. Nói xong, thanh mang nhấp nháy trên người Trần Y, chống lên sát chiêu phòng ngự. Hắn cũng không vội vàng tấn công, mà lưu thủ đằng sau, bảo vệ vòng xoáy hắc ám sau lưng. Thế là, sau một khắc, Trần Y liền nhận ra chỗ không ổn, sao? Chung quanh có sức mạnh trụ đạo ảnh hưởng đến ta sát chiêu phòng ngự hình thành rất chậm thiên đình tử vi tiên tử bình tĩnh nói với phượng cửu ca ngươi cũng đi đi phượng cửu ca gật đầu tiến vào bên trong trụ lớn tinh quang dựa theo thực lực của phượng cửu ca tự vệ hoàn toàn không có vấn đề nhưng chuyến này của chúng ta chủ yếu là dựa vào khí vận hộ đạo trên người ông ta thủ đoạn vận đạo của thiên đình trước mắt cũng chỉ có thể dùng phương pháp này khắc chế phương nguyên tử vi tiên tử thầm than một tiếng trong lòng phượng cửu ca cũng được truyền tống đi tiếp theo chính là nàng nhưng trong lúc tử vi tiên tử đang định khởi hành hoành một tiếng trụ lớn tinh quang tự bạo một lần nữa biến thành tinh mang đầy trời tử vi tiên tử kinh ngạc đến ngay người chúng tiên còn lại của thiên đình cũng trợn tròn mắt mặc dù sát chiêu tinh đầu cực kỳ cường hãn hoàn toàn ảnh hưởng đến chiến lược cân bằng ngũ vực nhưng chỉ cần là sát chiêu nhiều ít cũng sẽ có khuyết điểm và nhược điểm. Phương Nguyên biết không quá nhiều về sát chiêu tinh đầu, nhưng hắn lại biết một điểm rất quan trọng. Sát chiêu tinh đầu cần kiếp nổ. Kiếp nổ này chính là đạo ngân bất lợi mà Phượng Cửu Ca đã để lại sau khi xâm lấn phúc địa lan gia lần trước. Kiếp trước, số đạo ngân bất lợi này đã hình thành một vòng xoáy hắc ám tự nhiên, truyền tống trần y, lôi quỷ chân quân, Phượng Cửu Ca và tử vi tiên tử đến, cũng may lúc đó Phương Nguyên và Địa Linh Lan Gia phản ứng kịp thời, nhanh chóng ra tay tiêu diệt vòng xoáy hắc ám, mới ngăn cản được càng nhiều cổ tiên thiên đình xâm lấn sau đó hơn. Kiếp này Phương Nguyên trùng sinh, tất nhiên biết được vị trí thành hình chính xác của vòng xoáy hắc ám. Vì thế, sau khi hắn tích cực cải tiến đại trận thủ hộ phúc Địa Lan Gia, hắn đã lợi dụng không gian trận đạo bao nó lại. Lôi quỷ chân quân xung phong, vừa đến đã bị đám người Phương Nguyên mưu đồ đã lâu trực tiếp làm chết khô. Trần Y là người thứ hai xông ra khỏi vòng xoáy hắc ám. Phương Nguyên cũng không có thời gian dư thừa để ấp ủ ấn lạc phách, tạm thời giằng co. Vị trí thứ ba là Phượng Cửu Ca. Ông ta là mục tiêu chủ yếu nhất của Phương Nguyên. Bởi vì tiên cổ định tiên du thất chuyển đang nằm trong tay ông ta. Về phần vị trí thứ tư rất có thể là tử vi tiên tử. Tử vi tiên tử là cổ tiên trí đạo, lại chấp trưởng tinh túc kỳ bàn. Nếu như nói Long Công là lãnh tụ tinh thần của thiên đình, Bảo vệ Sĩ khí, Tử Vi Tiên tử chính là đại não của Thiên Đình, là người quyết sách. Nàng đương nhiên rất quan trọng, nhưng cho dù phương nguyên giết chết nàng ta, hiệu quả cũng không lớn. Vì sao? Bởi vì cổ tiên trí đạo ngủ say trong tiên mộ của Thiên Đình rất nhiều. Chết một Tử Vi Tiên tử, sẽ có vị đại năng thứ hai thức tỉnh tiếp nhận vị trí của nàng. Lúc trước vì sao Tử Vi Tiên tử thức tỉnh? Không phải vì cổ tiên trí đạo, tháp chủ tháp giám thiên chết sao? cho nên tử vi tiên tử mới tỉnh lại tiếp nhận vị trí tháp chủ tháp giám thiên. Nếu tử vi tiên tử là người mang tin túc kỳ bàn, Phương Nguyên còn có hứng thú mưu sát nàng. Nhưng điều đáng tiếc chính là, tin túc kỳ bàn cần duy trì sát chiêu tinh đầu, cho nên nhất định sẽ được để lại thiên đình, không mang theo. Phương Nguyên có kinh nghiệm chiến đấu kiếp trước. Vì thế hắn đã suy tính rõ ràng bí mật này. Nếu đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nói, Đối với Phương Nguyên còn không bằng giữ lại cho Tử Vi tiên tử một mạng. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Phương Nguyên khá quen thuộc với Tử Vi tiên tử. Điều này sẽ có lợi cho hắn. Nếu Phương Nguyên giết chết nàng, đổi lấy một vị cổ tiên trí đạo thiên đình xa lạ, ưu thế trùng sinh của Phương Nguyên sẽ giảm xuống. Đương nhiên còn có nguyên nhân quan trọng. Chiến lực Tử Vi tiên tử rất mạnh. Mặc dù trong đại hội luyện cổ Trung Châu kiếp trước, chiến lực của Phương Nguyên siêu việt hơn nàng. Nhưng bây giờ, Phương Nguyên còn chưa có tu vi bác chuyển, chiến lực so với cùng kỳ kiếp trước có sự chênh lệch rất lớn. Nếu để tử vi tiên tử đến, thiên đình sẽ có ba vị cổ tiên bác chuyển. Phương Nguyên có thiên bà Toa La, đại trận siêu cấp, thạch long thái cổ và bản thân hắn, khi giao chiến sẽ rất kịch liệt, cục diện cực có khả năng mất đi khống chế. Tuyệt đối đừng quên, trên người Trần Y còn có chuẩn bị của Nguyên Liên Tiên Tôn đằng sau. Sát chiêu lai nhân khứ quả đã có tác dụng rất quan trọng trong trận chiến kiếp trước. Phương Nguyên khắc sâu ấn tượng, tuyệt không xem thường. Cộng thêm Phương Nguyên đã trấn áp địa linh Lan Gia, toàn bộ phúc địa Lan Gia là tài sản riêng của hắn. Hắn đương nhiên sẽ tận lực giảm bớt tổn thất. Vì thế, hắn đã sớm phá hủy vòng xoáy hắc ám. Đám cổ tiên thiên đình trận tròn mắt, còn bên trong phúc địa Lan Gia, Phượng Cửu Ca và Trần Y nhìn nhau, cả hai như phát mộng. Điều này hoàn toàn không giống như trong kế hoạch. Tinh đầu thất bại, chỉ còn lại mấy người chúng ta đơn đã độc đấu. Phúc địa Lan Gia đã sớm có sự chuẩn bị, phản ứng của bọn họ rất kịp thời. Trước mắt cũng chỉ có thể kéo dài phòng thủ, chờ đến khi sát chiêu tinh đầu tiếp tục thôi động. Trần Y và Phượng Cửu Ca nhanh chóng trao đổi. Hai người bọn họ lơ lửng bên trong không gian đại trận, dựa lưng vào nhau. Phượng Cửu Ca lại nói, đúng rồi, lôi quỷ chân quân tiền bối đâu hầu kết trần y nhấp nhô. Do dự một chút, ông ta quyết định không nói chuyện trước đó cho Phượng Cửu ca nghe. Chỉ nói, ta cũng không biết nữa. Khi đến, ta cũng không nhìn thấy bóng của lôi quỷ chân quân. Phượng Cửu ca gật đầu, chỉ sợ lôi quỷ chân quân tiền bối sốt ruột lập công, xông đến quá mạnh, bị phân tán. Nếu chúng ta tập trung cùng tiền bối, vậy thì không còn gì tốt hơn. Trong lòng Trần Y từ đầu đến cuối vẫn bao phủ một dự cảm bất thường, nhưng lúc này ông ta không tiện nói ra, kẻo ảnh hưởng sĩ khí, không thể làm gì khác hơn, ta thấy Phương Nguyên là tên gia hỏa âm hiểm xảo trá, sao có thể dễ dàng để chúng ta tập trung lại với nhau chứ. Nói không chừng, lúc này Lôi Quỷ Chân Quân Tiền Bối đang bị những lực lượng khác dây dưa. Phượng Cửu ca lạc quan hơn so với Trần Y, Trần Y đại nhân, thật ra chiến lực của chúng ta đã đủ xuất sắc. Ta có thể chống lại cổ tiên bác chuyển, miễn cưỡng cũng có thể được xem là chiến lực bác chuyển cộng thêm ngươi và lôi quỷ chân quân tiền bối, đó chính là chiến lực ba bát chuyển. Phúc địa lan gia muốn ngăn cản chúng ta là điều rất khó khăn. Nói không chừng dựa vào chúng ta vẫn sẽ tấn công được phúc địa lan gia. Trần Y cười ha hả một tiếng, trọng chấn tinh thần, phương lão đệ nói đúng. Nhưng tình huống khẩn cấp, vượt quá dự kiến, ngươi nên tìm cơ hội sử dụng định tiên du rút lui trước đi. Phượng cửu ca nhìn chầm chầm Trần Y, trong lòng nghi hoặc tại sao Trần Y lại thay đổi như vậy phượng cửu ca tận mắt nhìn thấy trần y hứng thú bừng bừng đi vào không kịp chờ đợi muốn lập công tại sao đến đây vừa mới gặp phải chút ngăn cản tinh thần của ông ta đã uể oải như thế mặc dù trần y đã từng là thái thượng đại trưởng lão của nguyên liên phái xem ra quyền cao chứng trọng một khoảng thời gian đã không còn dũng mãnh quả cảm khó trách khi ông ta đến tây mạc nhiệm vụ thất bại khiến thiên đình mất đi đậu thần cung phượng cửu ca có chút xem thường trần y nhưng ông không biết kiếp trước của Phương Nguyên, quan hệ giữa ông và Trần Y vốn không tệ. Nhất là khi ông sử dụng nửa khúc vận mệnh ca để cứu tính mạng Trần Y. Hai người nói chuyện với nhau trong thời gian rất ngắn. Phương Nguyên đương nhiên đã ra tay. Nhưng lần này, hắn không vội đích thân ra tay mà là biến mất. Thay vào là Thạch Long Thái Cổ, còn có địa linh Lan Gia và một đám cổ tiên mau nhân dựng nên chiến trận thượng cổ thiên bà Toa La. Phượng Cửu Ca, Trần Y liên thủ đối địch. Sau mấy hiệp, cả hai không ai làm gì được ai. Nhưng Trần Y và Phượng Cửu Ca đều cau mày. Thạch Long Thái cổ da dày thịt béo, nhưng tính nguy hiểm lại thuộc hạng chót. Ý thức chiến đấu của cổ tiên bên trong thiên bà Toa La không phải rất mạnh. Đúng vậy, quan trọng nhất vẫn là Phương Nguyên. Hắn vẫn không xuất hiện. Rốt cuộc là ra ngoài chiến đấu với lôi quỷ chân quân hay là ẩn nút để đối phó chúng ta. Ngoài ra, còn có đại trận này nữa cần phải phá vỡ đại trận này nếu không chúng ta cứ bị khốn trụ trong không gian đại trận vô cùng không ổn trần y và phượng cửu ca hợp lại mà tính trận hình lập tức thay đổi phượng cửu ca bắt đầu ấp ủ sát chiêu còn trần y thì ở đằng trước thủ hộ trần y dùng sức của một người ngăn cản thạch long thái cổ thiên bà toa la phượng cửu ca thôi động sát chiêu thành công thúc ra ly ca nhưng kiếp trước ly ca đã không có hiệu quả kiếp này lại càng không chịu nổi Phương Nguyên sao có thể tính sót sát chiêu ly ca của Phương Nguyên chứ? Thế công của Trần Y và Phượng Cửu ca không thành, ngược lại khiến cho Phương Nguyên bắt được cơ hội, bỗng nhiên ra tay, tách Trần Y và Phượng Cửu ca ra. Sau đó, đại trận siêu cấp bỗng nhiên vận chuyển, mở ra hai không gian, triệt để tách Trần Y và Phượng Cửu ca ra. Thiên đình Tinh mang đầy trời đang tập trung lại. Lúc này, tráng tử vi tiên tử đổ đầy mồ hôi, toàn lực thôi động, một lần nữa ấp ủ sát chiêu tinh đầu nhưng sát chiêu tinh đầu không dễ thi triển lại một lần nữa như vậy quy năng chiêu này cực mạnh có thể truyền tống cổ tiên bát chuyển không hề nghi ngờ là thủ đoạn cấp chiến lược nguyên nhân chính vì thế cái giá thúc giục cũng rất lớn không chỉ tiêu hao tiên nguyên bát chuyển mà còn cần thời gian ấp ủ trình tự phức tạp hay thay đổi không có tạo nghệ trí đạo thâm hậu hoàn toàn không vận dụng được nếu lần hành động này của chúng ta thành công chúng ta có thể đoạt lại cổ trí tuệ. Có cổ trí tuệ, việc thôi động sát chiêu tinh đầu sẽ trở thành chuyện dễ như trở bàn tay, tuyệt không phiền phức như bây giờ. Tử vi tiên tử thở dài một tiếng. Cổ tiên đứng bên cạnh nàng cười nói, tử vi tiên tử đại nhân, cho dù chúng ta không đến đó, chỉ dựa vào ba người kia, cũng có được thực lực đánh hạ phúc địa lan gia. Biểu hiện của tiên thiên đình hòa hoãn, không khí nhẹ nhõm. Tử vi tiên tử vẫn lo lắng, lông mày cau lại, cảm thấy một chút cũng không ổn. Đúng vậy, phượng cửu ca tài tình trác tuyệt. Tuy là thất chuyển, nhưng lại có thể chống lại bác chuyển. Y đã có kinh nghiệm xâm lấn phúc địa lan gia, lần này lại càng xe nhẹ đường quen. Cho dù treo đến phúc địa lan gia tập kích, Y cũng có tiên cổ mệnh giáp mang theo, tự vệ tuyệt đối không thành vấn đề. Cổ tiên thiên đình bên cạnh tử vi tiên tử phân tích. Phúc địa lan gia. Phúc. Cơ thể phượng cửu ca chấn động, phun ra máu tươi, chật vật chạy trốn bên trong đại trận không gian. Phương Nguyên cười gằn truy sát đến. Cương mặt phượng cửu ca vẫn còn lưu lại vẻ kinh hãi, cổ trùng của ta đột nhiên biến mất. Tại sao lại như vậy? Thủ đoạn này hẳn là thủ đoạn thâu đạo. Chỉ là không biết Phương Nguyên ra tay hay là uy năng của đại trận siêu cấp này. Đạo tặc quỷ thủ đã liên tục sử dụng mấy lần, nhưng khác với kiếp trước. Phương Nguyên chỉ ăn cắp một lượng lớn phàm cổ, còn có một con tiên cổ âm đạo. So với kiếp trước, vận khí của ta quá thấp. Phương Nguyên có chút bất đắc dĩ trong lòng. Tu vi của hắn càng cao, Xuân Thu Thiền Trùng Sinh sẽ càng phát huy được uy năng cường đại, dẫn đến di chứng nặng hơn trước kia rất nhiều. Trước cuộc chiến, Phương Nguyên đã sử dụng đốt hồn bạo vận, nhưng vẫn không đạt đến tiêu chuẩn vận đạo như lúc trước. Mặc dù ta đã thu hoạch được chân truyền vận đạo của cự dương tiên tôn, nhưng sát chiêu bên trong chân truyền mặc dù tiên cổ phương toàn diện nhưng tiên cổ vận đạo lại quá thưa thớt. Cho nên, ta vẫn không trộn được tiên cổ định tiên du. Trong khi phương nguyên cảm thấy tiếc nuối, phượng cửu ca lại ngưng trọng vô cùng. Đối phương có năng lực trộn lấy tiên cổ. Tình huống quá nghiêm trọng. Cho dù ta có tiên cổ mệnh giáp cũng có thể bị ăn cắp. Chẳng lẽ phải trực tiếp sử dụng định tiên du trở về sao? Vứt bỏ trần y. Phượng cửu ca do dự một bên khác. Cổ tiên thiên đình lại nói, so với phượng cửu ca, Trần Y Đại Nhân lại là cổ tiên bác chuyển đường đường chính chính. Ông ấy lại là thái thượng đại trưởng lão tiền nhiệm nguyên liên phái, kinh nghiệm chiến đấu cả đời phong phú như biển. Đồng thời ông ta còn là truyền nhân nguyên liên đương đại, có được thủ đoạn một đạo cường đại. Trần Y Đại Nhân lão nhưng cường mảnh, chững chạc, đáng tin, nhất định có thể đứng vững trận cước, khống chế chiến cuộc. Phúc Địa Lan Gia, Đại Trận Siêu Cấp toàn thân trần y tràn ngập mồ hôi, gương mặt nôn nóng không cách nào che giấu. Đáng chết! Trong lòng ông ta hung hăng chửi mắng. Sau khi đại trận siêu cấp tách ông ta và phượng cửu ca ra, địch nhân giao thủ với ông ta đều biến mất. Đại trận vận chuyển lại, hình thành mê cung, huyễn cảnh trùng điệp, vây khốn Trần Y. Trần Y không ngừng điều tra, không ngừng đột phá, nhưng huyễn cảnh và mê cung cứ như vô cùng vô tận. Nhanh, nhanh lên nữa ta nhất định phải nhanh chóng đột phá nơi này, tập trung với Phượng Cửu Ca. Tại sao lại biến thành như vậy? Tại sao lại như vậy? Trần Y chuyên tu một đạo, tạo nghệ trận đạo không sâu dày. Phong cách chiến đấu của Trần Y không phải nằm ở chỗ công phạt mà là ở chỗ bền bỉ. Mặc kệ là lồng giam cự một hay nhân quả thần thụ đều có phong cách như thế. Kiếp trước, Trần Y tọa trấn đại trận cửu cửu liên hoàng bất tuyệt, làm khó đám vũ nhân dung và phương nguyên bây giờ ông ta lại bị phương nguyên lợi dụng tiên trận siêu cấp tra tấn làm khó dễ đây chính là sau khi phương nguyên biết rõ trần y đã lựa chọn chiến thuật nhằm vào thiên đình ta cũng biết ngươi nói rất đúng nhưng chẳng biết tại sao bất an trong lòng ta lại càng lúc càng nhiều tử vi tiên tử thở dài cổ tiên thiên đình đứng bên cạnh nàng trầm ngâm một chút không đến mức đó đâu mà cho dù phượng cửu ca và trần y rơi vào thế hạ phong nhưng lôi quỷ chân quân lại là cường giả thật sự nàng ta là truyền kỳ đã từng làm khó dễ u hồn ma tôn lần trước sở dĩ để phương nguyên chạy đi đó là vì bất tường ngăn giới lần này tại phúc địa lan gia coi như nàng phát huy được thực lực chân chính ha ha chỉ sợ cổ tiên chết trong tay nàng một bàn tay đếm cũng không hết cho dù phương nguyên ra tay thì như thế nào sẽ chỉ bị lôi quỷ chân quân đuổi chạy tán loạn bốn phía cổ tiên thiên đình nói đến đây Tự tin giàu dạc già, giọng nói vô cùng khẳng định. Phúc địa lan gia, không gian đại trận. Phương Nguyên vừa truy sát Phượng Cửu Ca vừa sưu hồn tàn hồn lôi quỷ chân quân. Hắn đang nhất tâm nhị dụng. Cũng không còn cách nào, ưu thế quá lớn. Đạo tạc quỷ thủ dùng rất nhiều lần, mặc dù vẫn không trộn được tiên cổ định tiên du, nhưng tiên cổ âm đạo của Phượng Cửu Ca đã bị Phương Nguyên đoạt đến ba con. Thực lực Phượng Cửu Ca giảm rất nhiều, vết thương trên người không biết bao nhiêu mà đếm phương nguyên lấy đạo tặc quỷ thủ làm chủ thế công khác chỉ là tiểu đã tiểu nháo duy trì ưu thế mà thôi ấn lạc phát đều không dùng đến bởi vì sợ phượng cửu ca kích phát tiên cổ mệnh giáp sau khi thôi động tiên cổ mệnh giáp sẽ có hiệu quả định vị có thể giúp cho tử vi tiên tử cảm ứng được vị trí chính xác kiếp trước phương nguyên đã ăn thiệt trong tay con tiên cổ này sau khi tiên cổ mệnh giáp được kích phát nó sẽ thúc đẩy tử vi tiên tử nhanh chóng phá giải chiến trường diêm la Kiếp này, sai lầm như vậy, Phương Nguyên sao có thể tái phạm? Ồ, quả nhiên có không ít cổ tiên dự định xâm nhập phúc địa lan gia. Phương Nguyên sư hồn được rất nhiều tin tức. Mặc dù nội dung tu hành của lôi quỷ chân quân rất quý, nhưng đều bị Phương Nguyên gạt sang một bên, tình huống thiên đình càng khiến Phương Nguyên chú ý hơn. Thủ đoạn trí đạo của Phương Nguyên tầng tầng lớp lớp, rất nhanh đã có suy tính, nói như vậy, sát chiêu tinh đầu có thể dùng tiếp. Ta nhất định phải tranh thủ thời gian giải quyết cuộc chiến ở đây. Cũng không còn cách nào. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tiên cổ mệnh giáp, định tiên du sẽ bị phương nguyên ăn cắp. Sắc mặt phượng cửu ca nghiêm trọng đến cực điểm. Ông ta rốt cuộc đưa ra quyết định, bắt đầu thôi động tiên cổ định tiên du. Nghĩ hay thật. Phương Nguyên cười lạnh một tiếng, thôi động tiên cổ trấn vũ. Tiên cổ trấn vũ. Con tiên cổ này chính là con tiên cổ mà hắn lấy được trên người ba ba mũi khoan dưới cống ngầm Nam Cương. Đương nhiên, thủ đoạn khắc chế định tiên du có rất nhiều, nhưng sau khi phương nguyên trùng sinh, có khả năng nhất cũng chỉ có hai loại. Thứ nhất chính là tiên cổ định không, thứ hai chính là tiên cổ trấn vũ. Tiên cổ định không do cổ tiên Lưu Hạo của Thiên Đình nắm giữ. Kiếp trước, khi phương nguyên mai phục đám cổ tiên Nam Cương hạ tra, đã bắt luôn Lưu Hạo. Sau đó, đáng tiếc là tiên cổ định không trên người lưu hạo đã tự hủy phương nguyên không thể đắc thủ về phần tiên cổ trấn vũ nó vốn thuộc về cổ tiên la nhiên của la gia kiếp trước vũ dung xuất lĩnh cổ tiên nam liên công kích đại trận cửu cửu liên hoàng bất tuyệt la nhiên đã dựa vào tiên cổ trấn vũ mà lập được đại công phương nguyên muốn mưu đoạt tiên cổ định không sẽ rất khó bởi vì thời gian quá sớm bây giờ hắn còn ở phúc địa lan gia bắc nguyên còn chưa xông sáu nam cương thu hút truy binh cổ tiên nam cương còn chưa có chuyện vũ dung cầu viện tử vi tiên tử tất nhiên cũng không có chuyện lưu hạo nhưng tiên cổ trấn vũ phương nguyên đã dựa vào tin tức kiếp trước phát hiện mình có thể đắc thủ vị trí tiêu ký của tiên cổ định không cho dù thôi động định tiên du thành công cổ tiên cũng sẽ bị truyền tống đến vị trí tiên cổ định không tiêu ký tiên cổ trấn vũ trấn áp phạm vi không gian nhất định chung quanh khiến cho thủ đoạn vũ đạo khó mà có hiệu quả Tiên cổ trấn vũ cũng là thất chuyển, chính là tiên cổ có thể khắc chế tiên cổ thất chuyển định tiên du. Phượng cửu ca lấy làm kinh hải, không nghĩ đến phương nguyên lại chuẩn bị chu toàn nghiêm mật như thế. Sau một khắc, sắc mặt phương nguyên bỗng nhiên tái đi. Sát chiêu tiên đạo, đạo tặc quỷ thủ. Phương nguyên cười ha hả, trong lòng cảm khái, đúng là không dễ dàng gì, cuối cùng cũng trộn được định tiên du. Định tiên du cuối cùng cũng đến tay. Như vậy, khi phương nguyên tấn thăng bát chuyển trong tương lai sát chiêu vị lai thân vô dụng hắn cũng không cần lo lắng không có thủ đoạn giống như định tiên du định tiên du là tiên cổ dùng để di chuyển hiệu quả khá mạnh mang đến rất nhiều tiện lợi cho phương nguyên kiếp trước phương nguyên nghe truyện trên tv audio cv suy tính ra sát chiêu lấy định tiên du làm hạch tâm cho dù tu vi bát chuyển cũng có thể miễn cưỡng kéo hắn đi khắp thế gian con tiên cổ này có ý nghĩa cơ động rất mạnh nhưng kiếp trước, Phương Nguyên ngay lần đầu tiên đã trộn được tiên cổ định tiên du, còn kiếp này lại hao tâm tổn trí cực kỳ, sử dụng đạo tạc quỷ thủ hơn 10 lần, tốn rất nhiều tiên nguyên. khuyết điểm của sát chiêu đạo tạc quỷ thủ được thể hiện rõ ràng. Mặc dù nó có thể trộn tiên cổ, nhưng có nhiều lúc sẽ trộn phàm cổ. Phương Nguyên trộn đến mấy vạn phàm cổ trên người Phượng Cửu Ca mà tiên cổ thì chỉ có 3-4 con. Tiếp theo chính là tiên cổ mệnh giáp. Ánh mắt Phương Nguyên lạnh như băng khóa chặt người Phượng Cửu Ca. Chỉ cần trộn được tiên cổ mệnh giáp, Phượng Cửu Ca xem như xong đời. Phượng Cửu Ca không ngừng chạy trốn. Ông chưa từng nghĩ đến sẽ có lúc lại chật vật không chịu nổi như thế. Phương Nguyên vô cùng hiểu rõ ta. Hắn chỉ ăn trộn tiên cổ của ta, từ đầu đến cuối rất ít khi công kích ta, không hề có ý định đã thương ta. Xem ra, hắn đã biết được quy năng của tiên cổ mệnh giáp. Tâm Phượng Cửu Ca chìm vào đáy cốc, một luồng lãnh ý lạnh thấu xương tràn ngập toàn thân của ông ta. Tiên cổ càng lúc càng ít, chiến lực của ông ta giảm thấp xuống. Phương Nguyên Phượng Cửu Ca nhai nuốt cái tên này trong lòng. Mặc dù ông đã sớm có dự liệu về sự trưởng thành của Phương Nguyên, nhưng tuyệt đối không nghĩ đến lại có lúc mình phải chật vật chạy trốn, không hề có lực hoàng thủ như thế này. Trước đó, Phượng Cửu Ca truy sát Phương Nguyên một đường đuổi phương nguyên từ Nam Cương đến Tây Mạc dường như chỉ mới phát sinh ngày hôm qua. Phượng Cửu Ca vẫn còn rõ mồn một trước mặt. Không nghĩ đến lúc này, tình huống giữa hai người bọn họ đã phát sinh một sự đảo ngược điên đảo. Sao mà nhanh như vậy chứ? Phượng Cửu Ca than khổ trong lòng. Không phải Phượng Cửu Ca không mạnh mà là Phương Nguyên chuẩn bị quá đầy đủ. Bí mật trùng sinh còn chưa bại lộ, ưu thế của hắn vẫn còn được duy trì đại trận siêu cấp của Phúc Địa Lan Gia đã được Phương Nguyên cải tiến toàn diện, còn mạnh hơn so với thời gian cùng kỳ kiếp trước. Một nguyên nhân trong đó là Phương Nguyên đã chiếm được Phúc Địa Lan Gia, có thể điều động tất cả tài nguyên xây dựng tiên trận, đồng thời còn có giao dịch với ba dị tộc lớn. Nguyên nhân thứ hai, bản thân Phương Nguyên kiếp này còn mạnh hơn kiếp trước. Mặc kệ là trận đạo, trụ đạo, tất cả đều ưu tú hơn. Vì thế, hắn đã xây dựng một đại trận siêu cấp vây khốn phượng cửu ca và trần y một bên khác quan ảnh lấp lóe trước mắt trần y công ta không ngừng xuyên thẳng qua huyễn cảnh mê cung thật đáng chết ta vẫn còn chưa xông phá ra ngoài được trần y bị hãm trong huyễn cảnh mê cung nhanh chóng di chuyển đột phá bốn phía đại trận này thay đổi nhiều lần trần y đã có sự đánh giá trong lòng phương nguyên sắp xếp gần hết của tiên dị tộc điều khiển đại trận đặc biệt nhằm vào Trần Y. Chiến lực Trần Y rất mạnh, sát chiêu tiên đạo của một lao lung, cự một thần tượng, nhân quả thần thụ đều rất ưu tú, Phương Nguyên muốn xử lý cũng rất khó khăn. Kiếp trước, Trần Y trong cuộc đại chiến Lan Gia, đã lấy một địch hai, đối chiến Thạch Long Thái Cổ và Thiên Bà Toa La, biểu hiện rất chói sáng, phong thái đoạt người. Nhưng kiếp này, Phương Nguyên chiếm đoạt phái Lan Gia, chân chính đoạt quyền chỉ huy hắn sắp xếp thạch long thái cổ và thiên bà toa la đối phó trần y nhưng cả hai chỉ là phụ trợ mà thôi chân chính đối phó trần y chính là đại trận siêu cấp trần y dãy dụa trong huyễn cảnh mê cung mỗi lần ông ta có hy vọng đột phá thạch long thái cổ hoặc thiên bà toa la sẽ xuất hiện ngăn cản ông ta kéo dài thời gian sau đó cổ tiên dị tộc sẽ thừa cơ kiến tạo và bù đắp vây trần y từ đầu đến cuối trong đại trận một nắm lớn thủ đoạn của trần y đều không có chỗ để dùng bố trí mà phương nguyên chuẩn bị lập tức khắc chế ông ta trần y không khỏi nôn nóng thời gian kéo càng lâu ông ta lại càng bất an trước đó thi thể lôi quỷ chân quân là huyễn cảnh sao trần y không dám khẳng định ông đương nhiên muốn tin đây chỉ là huyễn cảnh lý do rất đơn giản dựa theo chiến lực của lôi quỷ chân quân phương nguyên làm sao có thể giết chết nàng ta nhanh như vậy nhưng có khả năng này hay không? Nếu lôi quỷ chân quân còn sống, vì sao giao chiến lâu như vậy, còn không nghe thấy động tĩnh của nàng ta? Bây giờ ông ta và Phượng Cửu Ca bị tách ra đã rất lâu, tình huống của Phượng Cửu Ca bên kia như thế nào? Chẳng lẽ là mộng cảnh? Linh Quang lóe lên trong đầu Trần Y. Ông ta không biết trong tay Phương Nguyên có tiên cổ bác chuyển thâu sinh, nhưng ông ta lại biết rất rõ Phương Nguyên am hiểu thuần mộng cầu chân thể tự bạo, có thể lợi dụng uy năng mộng cảnh đối phó cường địch. Đại chiến mộng cảnh núi Nghĩa Thiên, u hồn ma tôn bị Thiên Đình bắt sống. Sau đó, Phương Nguyên bị Vũ Dung, Phượng Cửu Ca liên tiếp truy sát, đã nhiều lần sử dụng thuần mộng cầu chân thể để tự bạo. Không có thuần mộng cầu chân thể trợ giúp, Phương Nguyên khả năng đã bị giết chết rồi. Tử Vi tiên tử thân là đại năng trí đạo, trước khi hành động đã có suy tính. Mộng cảnh, nghịch lưu hà đều được cân nhắc vào vòng xoáy hắc ám chính là kiếp nổ tinh đầu bản thân cũng có thủ đoạn cảm ứng nếu chung quanh có mộng cảnh hoặc nghịch lưu hà tử vi tiên tử cũng có thể cảm ứng được trên thực tế phương nguyên từ trước đến nay vẫn thiếu phương pháp khống chế mộng cảnh một cách chính xác một khi thuần mộng cầu chân thể tự bạo hình thành mộng cảnh sẽ tự lưu chuyển tương tự nghịch lưu hà cũng chỉ có thể điều khiển một cách thô ráp mặc kệ là mộng cảnh hay là nghịch lưu hà chỉ cần nhiễm phải vòng xoáy hắc ám nhất định có thể phá hư vòng xoáy từ đó thúc đẩy sát chiêu tinh đầu bất ổn thậm chí thất bại tử vi tiên tử chỉ cần tản ra một chút vòng xoáy hắc ám là có thể thăm dò được chung quanh vòng xoáy có mộng cảnh hoặc nghịch lưu hà hay không nếu chỉ dùng mộng cảnh hoặc nghịch lưu hà làm cạm bẫy đó chính là hành động ngu xuẩn nhưng nếu phương nguyên khai sáng ra sát chiêu mộng đạo mới thì sao hắn có xuân thu thiền có thể trùng sinh từ tiền kiếp trở về trần y thầm nghĩ trên thực tế, trong tay Phương Nguyên lúc này không có mộng cảnh. Thuần mộng cầu chân thể trong tay hắn đã bị tiêu hao sạch sẽ. Đa số thuần mộng cầu chân thể đều được hắn sử dụng khi tránh né truy sát. Khi đó mới có tình huống sau trận chiến phòng vệ phúc địa lan gia kiếp trước, Phương Nguyên trở lại Nam Cương đoạt mộng cảnh. Về sau, Phương Nguyên và Trì Khúc do âm thầm giao dịch đạt được rất nhiều mộng cảnh. Lúc này, thuần mộng cầu chân thể mới được trữ hàng, hình thành quy mô. Sau đó, Phương Nguyên mai phục đám truy binh do Hạ Tra dẫn đầu, số thuần mộng cầu chân thể đã lập được kỳ công. Có thể nói, công lao của trì khúc do rất lớn. Bởi vì ông ta âm thầm giao dịch với Phương Nguyên, Phương Nguyên mới có thể có được nhiều mộng cảnh sử dụng như vậy. Nếu chỉ dựa vào trắng trận cướp đoạt, hiệu suất hoàn toàn không cao. Trần Y suy đoán sai lầm, khiến tâm trạng càng lúc càng nặng nề. Không được, ta nhất định phải nhanh chóng đánh vỡ tiên trận này tình thế nghiêm trọng khiến Trần Y quyết tâm. Ông ta thúc ra sát chiêu vương bài, nhân quả thần thụ. Thần thụ xanh ngắt, hoa to như cái đình, khói xanh lượng lờ lắc lư theo gió. Nhân quả thần thụ treo trên đỉnh đầu, đủ loại huyễn cảnh, mê cung đều bị bức lui một khoảng cách lớn. Trước mắt Trần Y lập tức trở nên trống không. Cổ tiên dị nhân phát ra một tràng âm thanh thẳng thốt. Đây chính là sát chiêu nhân quả thần thụ mà Phương Nguyên trưởng lão đã nói. Sức mạnh của trận siêu cấp đã bị sát chiêu này bài xích, mê cung và huyển cảnh hoàn toàn không bao phủ được trên đầu Trần Y. Không hổ danh là sát chiêu của Nguyên Liên Tiên Tôn. Trong lúc nguy cấp, Thạch Long Thái Cổ, Thiên Bà Toa La một trái một phải thẳng hướng Trần Y, các cổ tiên dị nhân còn lại nhanh chóng khống chế đại trận, mục đích muốn mê hoặc Trần Y lần nữa. Trần Y hừ lạnh một tiếng, cũng không giao thủ với Thạch Long hay Thiên Bà Toa La, bốn phía bay nhanh, đánh giá đại trận, thử ra tay theo nhiều hướng thạch long thái cổ thiên bà toa la cường công trần y trần y chỉ có thể bị động phòng thủ sát chiêu nhân quả thần thụ đã thể hiện lực phòng ngự cực mạnh hoàng mỹ ngăn lại toàn bộ thế công thần thụ vốn thưa thớt rất nhanh đã kết đầy trái quả trên cây bay vụt ra ngoài đánh trúng thạch long thái cổ và thiên bà toa la tạo thành tổn thương cho cả hai mau ngăn trần y lại đừng để ông ta chạy loạn phương nguyên ý thức được sự việc không ổn vội vàng hạ lệnh nhưng cổ tiên dị nhân loay hoay sức đầu mẻ tráng cũng vô pháp mượn sức mạnh đại trận mê hoặc trần y còn bảo bọn họ tự mình xuất chiến lấy thân mạo hiểm cũng là chuyện không thể nào mặc dù cổ tiên dị nhân là minh hữu nhưng ai cũng tiếc mạng của mình bọn họ trốn trong đại trận có thể không ra thì không ra kiếp trước cho đến khi đại trận rách nát bọn họ mới dấn thân vào chiến trường hoành một tiếng vang thật lớn trần y đánh trúng điểm quan trọng chia không gian đại trận thành hai nữa một lần nữa đã thông mặc dù trần y chuyên tu một đạo nhưng ông ta cũng là đại năng bác chuyển có thể loại suy thời gian tiếp xúc với đại trận lại dài tất nhiên có thể nhìn ra được chỗ huyền bí trần y nhìn thấy phượng cửu ca lập tức kinh hô miệng kêu to cố chịu đựng ta đến đây thì ra phượng cửu ca đã bị phương nguyên đẩy vào một nơi hẻo lánh tình huống vô cùng nguy hiểm cẩn thận kẻ địch có cách ăn trộm cổ trùng đấy trong nháy mắt phượng cửu ca cũng đã cung cấp cho trần y tin tức quý báu toàn thân trần y chấn động ông bỗng nhiên nhớ đến cuộc chiến tranh đoạt đậu thần cung cổ tiên tây mạc toán bất tẩn đã ăn trộm tiên cổ trên người truyền kỳ thái cổ thanh cừu bọn họ cũng có thủ đoạn thâu đạo trong lòng trần y hơi hồi hộp một chút nhưng khác với kiếp trước phương nguyên không hề dùng đến sát chiêu diêm đế Trần Y liên hệ cả hai chỉ là một phản ứng tự nhiên, cũng không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh Phương Nguyên chính là toán bất tẩn. Lưu phái thâu đạo cũng lưu truyền không ít trong ngũ vực. Toán bất tẩn Tây Mạc có thủ đoạn thâu đạo, Phúc Địa Lan Gia cũng có sát chiêu thâu đạo. Dù sao đạo Thiên Ma Tôn cũng đã từng hợp tác luyện cổ với trường Mao Lão Tổ. Trần Y đánh tới, Phương Nguyên cười lạnh một tiếng, trực tiếp nghênh đón. Hắn thôi động ấn hộ thân nghịch lưu, đồng thời ấp ủ ấn lạc phách khí thế trên người phương nguyên đột nhiên tăng vọt. Hai sát chiêu bác chuyển. Trần Y giật mình kêu lên, con ngươi đột nhiên co rụt lại, một công một thủ, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đáng chết. Phương Nguyên và Trần Y chém giết nhau, còn Thạch Long Thái Cổ và Thiên Bà Toa La thì gây phiền phức cho Phượng Cửu Ca. Hiện tại, Phượng Cửu Ca chỉ có tu vi thất chuyển, tiên cổ trên người còn bị Phương Nguyên trộm mất mấy con, chiến lực giảm xuống rất nhiều. Đối mặt với hai chiến lực bác chuyển giáp công, ông ta rất nhanh bị thương, đành phải kích phát tiên của mệnh giáp. Bên phía thiên đình, sắc mặt tử vi tiên tử thay đổi, không ổn rồi. Tiên của mệnh giáp đã được kích phát, Phượng Cửu Ca đang gặp nguy hiểm, phải làm sao bây giờ? Ở kiếp trước, tử vi tiên tử và Phượng Cửu Ca chỉ cách một chiến trường diêm la, tử vi tiên tử đã nhanh chóng phá giải sát chiêu chiến trường giải cứu Phượng Cửu Ca. Nhưng kiếp này, tử vi tiên tử và phượng cửu ca cách nhau rất xa. Sát chiêu tinh đầu chỉ mới nổi lên có một nửa. Phượng cửu ca tuyệt không thể chết. Ông ta chính là người hộ đạo. Trần Y cũng biết tầm quan trọng của phượng cửu ca, nhưng ông ta lực bất tòng tâm. Phương Nguyên cứ cuốn lấy ông ta. Nhân quả thần thụ rất mạnh, công phòng nhất thể, nhưng hai sát chiêu bác chuyển trong tay Phương Nguyên cũng có được hung uy hiển hách. Thời gian nhanh chóng trôi qua vầng sáng hơi mỏng trên tiên của mệnh giáp đã dần dần ảm đạm xuống một khi vần sáng không còn đó chính là lúc phượng cửu ca mất mạng làm thế nào mới tốt đây trần y lo lắng vạn phần lúc này bên tai ông ta vang lên âm thanh của nguyên liên tiên tôn nhìn kỹ đây là liên chiêu căn cứ vào nhân quả thần thụ lai nhân cứ quả sát chiêu thôi động giống như có gió nổi lên gió xanh theo gió lay động nhân quả thần thụ lắc lư trong gió Phương Nguyên vội vàng dừng sát chiêu, đồng thời thở dài trong lòng, cuối cùng cũng bước được chiêu này ra. Có lai nhân khứ quả, Trần Y tung hoành chiến trường, Phương Nguyên đành phải lui tránh bốn phía. Trần Y nhanh chóng tụ họp với Phượng Cửu Ca, trở về đi. Đây là tiên cổ của ta. Nhớ thông báo tình huống chiến đấu ở đây cho tử vi tiên tử đại nhân biết, tương lai hãy báo thù cho ta. Trần Y giao lại toàn bộ tiên cổ cho Phượng Cửu Ca. Sau một khắc, sát chiêu lai nhân khứ quả phát động trực tiếp truyền tống phượng cửu ca đi cho dù có đại trận còn có bức tường phúc địa lan gia cũng vô pháp ngăn cản phượng cửu ca rút lui dù sao sát chiêu lai nhân khứ quả cũng là thủ đoạn cửu chuyển phượng cửu ca lần này để ngươi chạy trốn nhưng lần tiếp theo thì chưa chắc sắc mặt phương nguyên vẫn bình thường hắn biết rõ mình không cách nào ngăn cản được chiêu lai nhân khứ quả này trước đó hắn tách Trần Y và Phượng Cửu Ca ra chính là để phòng bị sát chiêu này. Đáng tiếc lại không thành công. Trần Y và Phượng Cửu Ca vô cùng không khéo, kinh nghiệm chiến đấu có thể nói là rất phong phú. Phượng Cửu Ca đi rồi, ngươi hãy nhận mệnh đi, vừa lúc làm bạn với lôi quỷ chân quân. Phương Nguyên nhe răng cười. Trần Y cười nhạt, lôi quỷ chân quân tiền bối quả nhiên đã bị các ngươi giết. Nào, đến đi, cho dù chết, ta cũng không để các ngươi tốt hơn. Trần Y biết rõ ông ta sẽ phải chết, ngược lại hoàn toàn thả lỏng. Mặc dù ông ta mê luyến quyền thế, nhưng ông ta cũng là một thành viên của thiên đình. Chỉ cần là thành viên của thiên đình, nhất định không sợ hy sinh, thấy chết không sờn. Quá trình giết Trần Y cũng không dễ dàng, vô cùng khó khăn, thời gian chiến đấu rất lâu, gần như đều là giằng co. Nhưng cuối cùng Trần Y vẫn bị chặt đầu, bị Phương Nguyên cướp đi tính mạng. Ông ta không để lại bất kỳ con tiên cổ nào, nhưng tàn hồn lại không thoát khỏi ma trảo của phương nguyên cổ tiên dị nhân reo hò thắng lợi sau đó lại nghẹn ngào khóc trống lên bọn họ tổn thất quá nặng nề trần y đã giết chết rất nhiều cổ tiên đồng bạn của bọn họ phương nguyên nhìn thi thể trần y thở vào một hơi không hổ danh là trần y không hổ danh là cổ tiên thiên đình sau đó hắn lại quay sang an ủi đám cổ tiên dị nhân các người hy sinh là đáng giá là vinh quang ngay cả cổ tiên bác chuyển cũng chết trong tay các người. Chiến tích này nói ra sẽ rất kinh thiên động địa. Cổ tiên dị nhân chỉ còn lại hai ba người, tất cả đều bị trọng thương. Trời ơi, lần này chúng ta tổn thất quá nghiêm trọng rồi. Phúc địa lan gia ngược lại hao tổn ít nhất. Bọn họ đều kết trận, ở bên trong thiên bà toa la lại rất an toàn. Thật kỳ lạ. Vì sao đại trận đột nhiên bị vỡ vụn mấy tầng chứ? Nếu không phải có biến cố này, chúng ta tuyệt không tổn thất nhiều người như thế phương nguyên gật đầu đây chính là thủ đoạn của trần y đúng là lợi hại ngay cả ta cũng không phát hiện được cổ tiên dị nhân nghe xong hai mắt đỏ bừng nghiến răng nói đúng vậy chính là tên lão tặc đó giết ông ta thật sự quá tiện nghi cho ông ta mà lão ta chết chẳng có gì đáng tiếc đáng thương cho trần y không chỉ chết ở đây sau khi chết còn cổng nồi cho phương nguyên phương nguyên ngươi hãy đến xem, số đạo ngân kia có sự thay đổi. Đại chiến kết thúc, địa linh lan gia truyền âm đến. Cái gì? Phương Nguyên kinh ngạc. Hắn vội vàng rời khỏi đại trận siêu cấp đã bị tàn phá, đến chỗ phát sinh dị biến. Phượng Cửu Ca để lại đạo ngân bất lợi, tồn tại ở rất nhiều địa điểm, nhưng chỉ có chỗ vòng xoáy hắc ám là nhiều nhất. Hiện tại, những chỗ khác, mặc dù đạo ngân bất lợi không nhiều nhưng lại phát sinh dị biến số đạo ngân này thỉnh thoảng lại phát ra vần sáng màu xanh giống như sao kim thần trên bầu trời chiếu sáng rạng rỡ phương nguyên nhìn qua mặt trầm như nước còn có thay đổi này hay sao hắn có nội tình trí đạo cũng có tạo nghệ tinh đạo lập tức nhìn ra được uy năng của thay đổi này xem ra phượng cửu ca đã được sát chiêu lai nhân khứ quả trực tiếp đưa về trung châu thậm chí là ngay bên cạnh tử vi tiên tử cho nên tử vi tiên tử đã nhận được tin tức phản ứng nhanh thật phương nguyên hơi hối hận cuộc chiến vừa nãy không nên kéo dài thời gian tạo thành chiến quả lưỡng bại câu thương hắn nên ra tay nhanh hơn không tiếc hao tổn tiên nguyên nhanh chóng giải quyết trần y thật ra cho dù hắn làm như vậy cũng chẳng nhanh hơn bao nhiêu sát chiêu nhân quả thần thụ công phòng nhất thể thật sự quá ưu tú không có cổ tiên dị nhân nào dám dùng tính mạng của mình để bỏ ra trần y muốn lạc bại thân vong sẽ vô cùng khó khăn sắc mặt phương nguyên ngưng trọng đạo ngân thay đổi hẳn là do đại năng trí đạo thiên đình tạo nên chân chính định vị phúc địa lan gia chúng ta phải nhanh chóng giải quyết nó nếu không sẽ vô cùng nguy hiểm địa linh lan gia sốt ruột vạn phần vòng xoáy hắc ám rất dễ phá hủy nhưng đạo ngân bất lợi tinh quang lấp lánh này lại khó mà diệt trừ ta đã sớm thử qua rồi chuyện gì xảy ra thế lúc này những cổ tiên dị nhân còn lại cũng bay đến sắc mặt khác nhau Phương Nguyên không để ý đến bọn họ, suy nghĩ như điên trong đầu. Tử vi tiên tử muốn xác định cho bằng được vị trí phúc địa lan gia, nàng ta muốn liều mạng lần cuối. Lần này thiên đình công kích, đại bại thua thiệt, hoàn toàn chọc giận nàng ta. Phúc địa lan gia đã được địa linh di chuyển đến bên trong tùng vĩ lĩnh, nhưng chỉ sợ phượng tiên thái tử đang âm thầm lục soát xung quanh. Tuyệt không thể để tử vi tiên tử tính ra được vị trí thật sự của phúc địa lan gia. Bằng không, phiền phức lớn rồi một khi vị trí bại lộ, không chỉ có phượng tiên thái tử có khả năng dết vào, cổ tiên thiên đình sẽ liên tục chi viện viện binh. Cho dù thiên đình thất bại, phương nguyên tuyệt đối không chiếm được lợi ích, có thắng cũng là thắng thảm. Thiên đình cuối cùng còn có thể vào đã mẻ không sợ rơi, tiết lộ vị trí phúc địa lan gia cho tất cả mọi người. Thánh địa mao nhân tuyệt đối sẽ rước lấy vô số ánh mắt tham lam và mơ ước. Trường sinh thiên sẽ là người đầu tiên. Phải làm sao đây? Phương Nguyên Thúc suy nghĩ, nhiệt khí bắt đầu bốc ra trên đầu. Cổ tiên dị nhân bên cạnh cũng nôn nóng bất an. Bọn họ được địa linh lan gia giải thích, lập tức hiểu ra tính nghiêm trọng của sự việc. Thiên đình đúng là đáng sợ. Chúng ta dốc hết toàn lực mới giết được hai vị cổ tiên bác chuyển của bọn họ. Đến bây giờ còn chưa thoát khỏi tình huống nguy hiểm. Nếu không nhanh chóng diệt trừ số đạo ngân này, vị trí phúc địa lan gia bị bại lộ, chúng ta cũng không thủ được nơi này đúng vậy. Bây giờ, chỉ có thể dựa vào phương nguyên đại nhân nghĩ cách mà thôi. Cho dù địa linh lan gia có phương pháp di chuyển phúc địa, nhưng dưới sự vây công của kẻ địch, hoàn toàn không thể thực hiện được hành động lớn này. Chúng tiên chỉ có thể chờ mong vào phương nguyên. Có rồi. Hai mắt phương nguyên bỗng nhiên tỏa sáng, bật thốt. Ngươi đã nghĩ ra cách, địa linh lan gia lập tức kêu lên. Mau mở đại trận luyện đạo, theo cách của ta mà luyện hóa số đạo ngân này. Phương Nguyên nhanh chóng đáp. Kiếp trước, sau khi Phương Nguyên hấp thu chân ý luyện đạo, hắn đã nghĩ cách giải quyết số đạo ngân này, đó chính là ra tay khi di chuyển phúc địa tiên khiếu. Nhưng bây giờ nghĩ đến, đây thật ra là một cái bẫy. Phượng tiên thái tử đã sớm mai phục chung quanh. Một khi phúc địa lan gia di chuyển, động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên sẽ bị bại lộ, trước lấy sự cường công của đám cổ tiên thiên đình Phượng tiên thái tử chờ sẵn. Phương Nguyên nghĩ ra một cách, chính là lợi dụng đại trận luyện đạo, rất nhiều tiên tài bác chuyển và luyện thủy cưỡng ép luyện hóa số đạo ngân bất lợi này. Sở dĩ kiếp trước hắn không nghĩ ra được biện pháp đó là vì khi hắn suy tính, hắn còn không biết có đại trận luyện đạo và luyện thủy. Đợi đến khi hắn biết, đại chiến đã kết thúc, hắn trộm được định tiên du, trường sinh thiên lại đến, hắn đành phải đào tẩu. Địa linh lan gia vốn bị phương nguyên trấn áp, được phương nguyên đưa cho phương pháp, không chút do dự, lập tức điều động đại trận luyện đạo nhằm vào những đạo ngân bất lợi này. Từng món tiên tài bác chuyển được ném vào đại trận, sắc mặt cổ tiên dị nhân thì quái lạ, còn cổ tiên mau nhân thì run rẩy. Nhiều tiên tài bác chuyển quá. Đây là tài phú ngập trời. Nội tình của Phúc Địa Lan Gia quả là thâm hậu. Chẳng khác gì rau cải trắng bán giá rẻ ngoài chợ, đúng là khó có thể tưởng tượng. Địa Linh Lan Gia cũng cảm thấy đau lòng, phương nguyên trưởng lão, đây là những thứ mà phúc địa lan gia vất vả lắm mới để giành được luyện pháp của ngươi quá thô ráp có thể còn chỗ để cải tiến chúng ta nên tạm hoãn một chút điều chỉnh lại phương pháp hoàn toàn có thể tiết kiệm rất nhiều tiên tài không hãy tin tưởng ta tình huống của chúng ta đang rất nguy hiểm mặc dù ngoại địch không có nhưng chúng ta còn chưa an toàn chúng ta nhất định phải giành giật từng giây phương nguyên chưa hề nói đến chuyện phượng tiên thái tử bởi vì đây chỉ là suy đoán của hắn, không có bất kỳ chứng cứ nào. Nhưng địa linh lan gia đã bị Phương Nguyên trấn áp, đối với Phương Nguyên như thiên lôi sai đâu đánh đó. Phương Nguyên nói giống như là đề nghị và khuyến cáo, nhưng đối với lão mà nói chính là mệnh lệnh, nhất định phải chấp hành. Được, ta nghe theo ngươi. Địa linh lan gia đáp lại cực kỳ sản khoái. Mặt Phương Nguyên trầm như nước, các ngươi hãy luyện hóa số đạo ngân bất lợi này đi, tiêu hao luyện thủy cũng không cần tiếc ta sẽ vào mật thất, dùng thủ đoạn trí đạo để chặn đánh thiên đình, ai cũng không được quấy nhiễu ta. Ai quấy nhiễu ta, người đó là nội ứng thiên đình, giết không tha. Ánh mắt bao hàm sát ý của Phương Nguyên liếc một vòng, khiến các cổ tiên khác cảm thấy lạnh trong lòng. Sau khi hắn nghiêm khắc cảnh cáo, hắn nhanh chóng bay vào Vân Thành, bước vào mật thất. Thiên đình, đại điện trung tâm. Tử vi tiên tử ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm chặt, toàn thân trên dưới tản ra tử quan mãnh liệt số tử quan này tràn ngập toàn bộ đại điện. Tử quan bốc lên, mênh mông như khói, lại như thủy triều bành trướng, khí thế cực kỳ to lớn. Phương Nguyên chặn đánh rất nhanh khiến tử vi tiên tử phát giác. Nàng cau mày, chợt cười lạnh, muốn ngăn cản ta. Tinh túc kỳ bàn. Nàng lập tức gọi đến tinh túc kỳ bàn phụ trợ. Cách đây không lâu, Phượng Cửu Ca đột nhiên trở lại thiên đình, mang theo một thân thương thế, còn có tin tức quý giá. Sau khi tử vi tiên tử biết xong, lập tức hiểu ra vòng xoáy hắc ám đã bị bại lộ, nếu dùng chiêu này nữa sẽ không thông minh. Nàng liền dừng lại để cầu việc khác, dự định tiêu hao đạo ngân bất lợi, trực tiếp tính ra được vị trí cụ thể của Phúc Địa Lan Gia trong tùng vĩ lĩnh. Mới một trận, ta còn chưa thua. Tử vi tiên tử cố kìm nén trong lòng. Trần y, lôi quỷ chân quân giữ nhiều lành ít, phượng cửu ca bị trọng thương sắp chết, đã hôn mê tử vi tiên tử phụ trách trận chiến này trách nhiệm rất lớn nàng muốn bù đắp lại sai sót của mình kiếp trước trường sinh thiên ra tay thực lực bày ở đó khởi nguồn từ cự dương tiên tôn thiên đình chiến bại phản ứng của tử vi tiên tử còn lâu mới như bây giờ nhưng hiện tại nàng thua trong tay phương nguyên và cổ tiên dị tộc mặc kệ là phương nguyên hay là cổ tiên dị tộc đều khiến cho cổ tiên thiên đình cao ngạo khó mà chịu được sự sỉ nhục bại trận này như Phương Nguyên đã đoán, tử vi tiên tử đã hoàn toàn nổi giận. Nàng dốc hết toàn lực suy tính, không để ý đến di chứng cũng muốn ngăn cơn sóng dữ này. Tin túc kỳ bàn là tiên cổ ốc trí đạo bác chuyển, mang đến sự trợ giúp rất lớn. Tử vi tiên tử nhanh chóng ngăn cản Phương Nguyên, tiến độ suy tính không ngừng được kéo lên. Kiếp trước, mặc dù tử vi tiên tử có thủ đoạn như vậy, nhưng trường sinh thiên tiếp nhận phúc địa lan gia, cho dù nàng có sử dụng cũng không làm nên chuyện gì. Kiếp này, Phương Nguyên giành chiến thắng, không có trường sinh thiên xuất hiện, trong lòng tử vi tiên tử còn có rất nhiều hy vọng. Đồng thời, Phượng Cửu Ca thôi động tiên của mệnh giáp, mặc dù thời gian hơi ngắn nhưng lại là manh mối cực kỳ quan trọng. Đối với việc suy tính phúc địa lan gia, đánh bại Phương Nguyên từ xa, tử vi tiên tử tự tin 10 phần. Sắp hỏng việc rồi. Trong lòng Phương Nguyên giống như ngọn núi lớn đè xuống. Tiên của mệnh giáp kích phát, mang đến cái thóc trí mạng của Phúc Địa Lan Gia cho tử vi tiên tử. Tử vi tiên tử nắm chắc điểm này, khiến Phương Nguyên không nhìn thấy hy vọng chặn đánh. Mặc dù thủ đoạn trí đạo của ta phong phú, nhưng phương pháp cao cấp lại không có nhiều. Mặc dù có cổ trí tuệ cửu chuyển, Phương Nguyên chỉ có thể sử dụng được vần sáng trí tuệ. Có tiên cổ bác chuyển tuệ kiếm, nhưng Phương Nguyên vẫn còn chưa có tiên nguyên bác chuyển. Có cổ thái độ, nhưng trong thời gian ngắn hắn làm sao có thể nghĩ ra được thủ đoạn trí đạo lấy cổ thái độ làm hạch tâm, chuẩn xác chống lại tử vi tiên tử. Chỉ còn một cách cuối cùng. Gương mặt phương nguyên hiện lên sự cương nghị. Thiên đình. Đại điện trung tâm. Tử hà tràn khắp nơi, bành trướng mãnh liệt. Bỗng nhiên, hào quang ngừng lại, giống như sóng lớn chảy xiết bị đập lớn chặn đường. Tử vi tiên tử khẽ ừng một tiếng, mở hai mắt ra. Nàng suy tính đã có tiến triển, chậm rãi thúc đẩy, thành công đang đến nhưng đột nhiên lực cản phóng đại. Thay đổi này không phải bình thường, giống như nàng đang đẩy một cánh cửa gỗ. Cánh cửa gỗ đã lay động, có hy vọng đẩy ra. Một khi đẩy ra, tử vi tiên tử có thể biết được vị trí chính xác của phúc địa lan gia. Nhưng bây giờ cánh cửa gỗ đó đột nhiên biến thành một cánh cửa sắt nặng nề. Chuyện gì xảy ra thế? Trước đó, Phương Nguyên rõ ràng đã ra tay chặn đánh ta, nhưng cấp độ trí đạo không cao, khó mà chống lại. Bây giờ bỗng nhiên có hiệu quả. Thủ đoạn này, khoan đã, ta hiểu rồi. Hắn đã chiếm đoạt được phúc địa lan gia. Tinh mang bùng lên trong mắt tử vi tiên tử, nàng đã nghĩ ra được đáp án. Trước đó, tử vi tiên tử suy tính vị trí của phương nguyên vô cùng khó khăn. Sau khi phương nguyên có được sát chiêu diêm đế, lại càng không có hy vọng thành công. Phương Nguyên chỉ cần chiếm đoạt phúc địa Lan Gia, Phúc Địa Lan Gia sẽ trở thành một phần của tiên khiếu chí tôn. Tử vi tiên tử tiếp tục suy tính vị trí Phúc Địa Lan Gia, không phải suy tính phương nguyên sao. Cho nên, đủ loại suy tính của tử vi tiên tử đều bị sát chiêu diêm đế của phương nguyên cản lại. Sát chiêu diêm đế của phương nguyên có được sức mạnh của sát chiêu cửu chuyển quỷ bất giác trong truyền thừa đạo thiên, vì thế tử vi tiên tử cảm nhận được trở ngại cực lớn. Tử vi tiên tử suy nghĩ liên tục, động tác trong tay không ngừng, liên tiếp thay thế vài thủ đoạn trí đạo. Sau khi điều tra xong, tử vi tiên tử lập tức xác định những phản ứng này nhất trí với những suy tính phương nguyên trước đó. Hắn đã thật sự nuốt phúc địa lan gia. Muốn chiếm đoạt phúc địa thất chuyển, ít nhất phải có cảnh giới tông sư. Cảnh giới luyện đạo của phương nguyên là tông sư rồi sao? Tử vi tiên tử phát hiện mình đã một lần nữa đánh giá thấp phương nguyên. Ánh mắt của nàng trầm như nước. Tiên khiếu chỉ có thể lấy lớn nuốt nhỏ, tiên khiếu của phương nguyên rốt cuộc là gì tại sao lại có thể chiếm đoạt được phúc địa lan gia khổng lồ như thế hiện tại tử vi tiên tử còn chưa biết được bí mật của tiên khiếu chí tôn nàng âm thầm giật mình nội tình của phương nguyên đã có tư thế thâm bất khả trắc thật đáng ghét phương nguyên có được phúc địa lan gia nội tình tăng vọt đám cổ tiên dị nhân kia làm gì thế lại trơ mắt nhìn phương nguyên chiếm đoạt vốn liếng của mình đúng là bọn ngu xuẩn Tử vi tiên tử hận đến nghiến răng. Cổ tiên dị nhân mau nhân làm nàng quá thất vọng. Khoan đã, đây chỉ sợ cũng là mưu tính của phương nguyên. Hắn vừa lợi dụng cổ tiên dị nhân đối phó thiên đình ta, đồng thời cũng lợi dụng thiên đình trợ giúp hắn suy yếu cổ tiên dị nhân. Trải qua đại chiến, số cổ tiên dị nhân nhất định thương vong thảm trọng, vì thế đã bị phương nguyên cưỡng ép chiếm đoạt. Nói không chừng, hắn còn lợi dụng lần này ta cưỡng ép suy tính mà dụ dỗ đám cổ tiên dị nhân đồng ý. Trong nháy mắt, tử vi tiên tử đã nghĩ ra được nhiều chuyện. Phương Nguyên lưu lại ấn tượng hèn hạ âm hiểm thật sự quá sâu trong lòng nàng. Có nghĩ xấu cho Phương Nguyên như thế nào cũng không quá phận. Tử vi tiên tử cảm thấy phiền muộn. Nàng cảm giác lần này tấn công phúc địa lan gia rất có thể đã thành toàn cho Phương Nguyên. Phương Nguyên, ta sẽ không để cho ngươi được như ý đâu phượng tiên thái tử sự tức giận liên tục tăng lên trong mắt tử vi tiên tử lập tức liên lạc với phượng tiên thái tử ở bắc nguyên phượng tiên thái tử đã sớm nhận được mệnh lệnh tìm phục bên trong tùng vĩ lĩnh có cơ hội sẽ phối hợp với cổ tiên thiên đình đồng loạt công lược phúc địa lan gia hoặc khi cổ tiên bắc nguyên phát hiện ông ta sẽ kịp thời xuất hiện ngăn cản bọn họ kéo dài thời gian phượng tiên thái tử phương nguyên rất có thể sẽ xuất hiện ngươi hãy nhanh chóng điều tra vừa phát hiện mục tiêu thì quấn lấy hắn tử vi tiên tử hạ lệnh đã hiểu phượng tiên thái tử bỗng nói sang chuyện khác khoan đã ta đã phát hiện ra hắn một mình ngươi nhất định phải cẩn thận tử vi tiên tử vội vàng dặn dò phương nguyên âm hiểm xảo trá thủ đoạn thâu đạo cũng có khả năng đến từ phái lan gia cũng có thể do chính hắn sáng tạo ta đã điều động cổ tiên xuất phát đến bắc nguyên tiếp ứng cho ngươi nhưng trong thời gian ngắn ngươi phải tự lực cánh sinh sắc mặt phượng tiên thái tử ngưng trọng hiểu rồi ông là cổ tiên bát chuyển đối phó một cổ tiên thất chuyển lại phải cẩn thận từng chút một nhưng trong lòng ông ta cũng không có cảm giác không ổn hoặc hoang đường mà cho rằng đó là chuyện đương nhiên không chỉ phượng tiên thái tử tử vi tiên tử và một đám cổ tiên thiên đình cũng như vậy trước đó khinh thường chỉ có thể thể hiện sự ngu xuẩn của bản thân lôi quỷ chân quân Trần Y Chiến Tử càng chứng minh tên ma đầu phương nguyên này không tầm thường, không thể tính toán theo lẽ thường. Người khác có thể kinh thường, nhưng kinh thường phương nguyên là không được. Quả nhiên đã đến. Phương nguyên bay nhanh giữa không trung. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, Phượng Tiên Thái Tử đã nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với hắn. Chiếm đoạt phúc địa lan gia, động tĩnh không nhỏ, bản thể phương nguyên đã bại lộ ra bên ngoài. Phượng Tiên Thái Tử vẫn luôn mai phục gần đó, lập tức cảm ứng được vội vàng truy sát phương nguyên bay về phía trước hắn không muốn tác chiến với phượng tiên thái tử trải qua đại chiến vừa nãy trạng thái của hắn không phải đỉnh phong tiêu hao tiên nguyên rất nhiều đồng thời hắn còn phải phòng bị tử vi tiên tử suy tính sát chiêu diêm đế kề sát hồn phách của hắn che đậy tung tích của hắn cũng đồng thời tiêu hao nội tình hồn phách của hắn phương nguyên ngươi trốn đi đâu nếu ngươi là đàn ông hãy quay lại đại chiến 300 hiệp với ta. Ngươi là cái thứ hèn nhát, chỉ biết chạy trối chết mà thôi. Phượng tiên thái tử sau lưng thái độ phách lối, không ngớt mắng to. Nhưng trên thực tế, phượng tiên thái tử vô cùng đề phòng, nhìn thì tùy tiện nhưng thật ra lại rất nghiêm túc. Phương Nguyên cười lạnh, mặc kệ phượng tiên thái tử khiêu khích hắn như thế nào, hắn cũng thờ ơ. Cho dù phương Nguyên không phải trong trạng thái đỉnh phong, cho dù tu vi chỉ có thất chuyển, dựa vào ấn hộ thân nghịch lưu, ấn lạc phách, còn có thiên bà toa la, thạch long thái cổ giúp đỡ, cũng có thể giao thủ với phượng tiên thái tử, không bị rơi vào thế hạ phong. Nhưng có lợi gì không? Giao thủ với phượng tiên thái tử, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ xảy ra bất trắc. Dù sao, nơi này cũng là một trong 10 hung địa của Bắc Nguyên, Tùng Vĩ Lĩnh. Phương Nguyên sẽ bại lộ toàn bộ thủ đoạn, bại lộ tin tức quý báu, tiên hao tiên nguyên sẽ càng thêm nghiêm trọng viện binh thiên đình nói không chừng sẽ xuất hiện trong chiến đấu đến lúc đó thế cục sẽ một lần nữa ước định lại vương cũng không cần bởi vì giận mà khởi binh chính đạo ma đạo không quản lý được tâm trạng của mình mặc kệ thành tựu tạm thời lớn bao nhiêu trên bản chất vẫn là thằng hề nhảy nhóc mà thôi đến rồi chính là chỗ này phương nguyên bay nhanh khi hắn nhìn thấy khe núi đằng trước xuất hiện một cái đầm lạnh to lớn trong lòng không khỏi cảm thấy vui mừng Phượng Tiên Thái tử đã sớm ra tay, điên cuồng công kích đằng sau Phương Nguyên. Hai người một đuổi một chạy, nhanh chóng tiếp cận Đầm Lạnh. Trong Đầm Lạnh nhất lên sóng cả kinh người, một con hàng giao thái cổ xuất hiện. Đầu nó có độc giác, thân hình dài hơn 10 trượng, vảy màu trắng tầng tầng lớp lớp, vừa mới xuất hiện đã khiến cho không khí trong phạm vi trăm dặm kịch liệt hạ xuống. Hàng giao thái cổ gào thét, cảnh cáo Phương Nguyên và Phượng Tiên Thái tử không được đến gần lãnh địa của nó. Phương Nguyên tìm chính là con hàng giao thái cổ này. Khi địa linh lang gia di chuyển phúc địa lang gia lúc trước, từ Hồ Nguyệt Nha đến Tùng Vĩ Lĩnh, vị trí cụ thể vẫn không hề nói cho hắn biết, chính là muốn phòng bị hắn. Bây giờ địa linh lang gia bị Phương Nguyên trấn áp, vị trí cụ thể của phúc địa lang gia cùng với thế lực phân bố chung quanh đều được Phương Nguyên nắm giữ. Hàng giao thái cổ cảnh cáo vô hiệu, Phương Nguyên và Phượng Tiên Thái Tử vẫn lao về phía nó như cũ. Nó giận tím mặt, ít hầu phun trào, Mở ra cái miệng rộng phun ra hàng tức vô tận. Hàng tức lạnh như băng tạo thành triều tịch, đến chỗ nào, băng quang ống ánh chỗ đó. Phương Nguyên dựng lên ấn hộ thân nghịch lưu, thân hình lao vào hàng tức đầy trời. Phượng Tiên Thái tử thầm kêu không ổn, nhưng cũng lao vào theo. Hàng tức vô thiên cái địa quấy nhiễu sát chiêu điều tra của Phượng Tiên Thái tử rất nhiều. Ấn hộ thân nghịch lưu có thể bảo vệ Phương Nguyên bình yên vô sự. Hàng tức lao qua, vô số khối băng to như xe ngựa từ trên trời rơi xuống toàn thân phượng tiên thái tử dâng lên ngọn lửa chỉ có chính giữa lông mày nhiễm một lớp xương lơ lửng giữa không trung chặn được hàng tức nhưng phượng tiên thái tử không hề có chút đắc ý ngược lại còn rất tức giận và lo lắng bởi vì ông ta đã mất dấu phương nguyên phương nguyên có sát chiêu gặp mặt từng quen biết chỉ sợ hắn đã biết thành khối băng mà rơi xuống phượng tiên thái tử biết được một số tin tức quan trọng đồng thời kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú lập tức nghĩ đến khả năng mất tích lớn nhất của phương nguyên nhưng bây giờ bảo ông ta đi điều tra chân thân của phương nguyên vậy thì không dễ dàng rồi nhất là khi ông ta vừa mới chuẩn bị hành động hàng giao thái cổ đã đánh tới ông ta súc sinh ngu xuẩn phượng tiên thái tử tức đến mắng to một tiếng trí lực hàng giao thái cổ có hạn phương nguyên biến mất nó vô thức tưởng rằng phương nguyên đã bị nó tiêu diệt còn lại chỉ là phượng tiên thái tử trên người đốt lên ngọn lửa cực kỳ bắt mắt so với khí tức thất chuyển tương đối của phương nguyên khí tức bắt chuyển của phượng tiên thái tử lại giàu dạt cùng một cấp độ với hàng giao thái cổ trong mắt hàng giao thái cổ phương nguyên hoàn toàn không đáng nói chân chính uy hiếp tất nhiên là phượng tiên thái tử rầm 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 phượng tiên thái tử bất đắc dĩ đành phải triển khai kịch chiến với hàng giao thái cổ đồng thời ông ta tranh thủ mọi cơ hội triển khai điều tra những khối băng trên mặt đất ông rất nhanh đã có phát hiện một khối băng rơi xuống đầm lạnh cũng không nổi lên mà biến thành một con hàng giao thượng cổ chui xuống dưới đấy phương nguyên ngươi trốn không thoát đâu phượng tiên thái tử lập tức bỏ qua hàng giao thái cổ thẳng hướng đầm lạnh phương nguyên vừa tiến vào đầm lạnh đã chui thẳng xuống dưới rất nhanh hắn nhìn thấy rất nhiều hàng giao có hàng giao thượng cổ có hàng giao hoang thú đây là đại gia tộc Hàng Giao. Đám Hàng Giao đang nghe truyện trên TV Audio CV này tò mò nhìn Phương Nguyên, cảm thấy hắn là đồng loại, cho nên không hề có suy nghĩ công kích. Nhưng khi Phượng Tiên Thái tử tiến vào, đại ngộ đó trở nên khác biệt. Rất nhiều hàng giao thượng cổ lao thẳng đến chỗ Phượng Tiên Thái tử, kết quả bị ông ta đốt thành thịt khô. Hàng giao thượng cổ hỗn loạn. Một số bị kích thích hung tính, dây dưa Phượng Tiên Thái tử, đa số chạy tán loạn bốn phía. Phương Nguyên mừng rỡ trong lòng, trực tiếp lẫn vào. Phương Nguyên, ngươi có gan thì ra đây. Phượng Tiên Thái tử một lần nữa mất dấu Phương Nguyên, tức giận đến mức trống to, sóng âm kinh khủng kích thích đầm lạnh gợn sóng. Hàng giao thái cổ cũng gào lên một tiếng đau xót. Con cháu của nó đang bị cổ tiên nhân tộc tàn sát ngay trước mặt nó, máu nhụn cả đầm, khiến nó tức giận vô cùng. Nó hung hăng thẳng hướng Phượng Tiên Thái tử. Phượng Tiên Thái Tử cũng không muốn bị hàng giao thái cổ cuốn lấy, vẫn lấy truy sát và dây dưa Phượng Tiên Thái Tử làm chủ. Phượng Tiên Thái Tử cực lực lặng sâu xuống đầm lạnh. Nhưng sau đó, đầm lạnh lại xuất hiện con hàng giao thái cổ thứ hai ngăn Phượng Tiên Thái Tử lại. Trong đầm lạnh này có đến hai con hàng giao thái cổ. Phượng Tiên Thái Tử và Phương Nguyên đều giật mình không thôi. Phượng Tiên Thái Tử vừa cuồng nộ, vừa bất đắc dĩ. Ông ta tạm thời bị vây rồi. Phương Nguyên mừng rỡ chui vào dưới đáy đầm lạnh, đào thoát khỏi sự truy sát của Phượng Tiên Thái Tử. Hắn rất nhanh phát hiện, dưới đáy đầm lạnh có một ám đạo bí ẩn, có thể liên thông đến chỗ hắn. Phương Nguyên tiến vào ám đạo, lặng một lúc, lại đi đến một đầm lạnh khác dưới mặt đất. Đầm lạnh này sống êm gió lặng, vô cùng rộng lớn, bên trong sinh sống rất nhiều hàng giao. Thì ra lại có tộc đàn quy mô như thế, khó trách có đến hai con hàng giao thái cổ. À không, đến ba con hai mắt phương nguyên tỏa sáng hắn phát hiện nơi này còn có một con hàng giao thái cổ khác con hàng giao thái cổ này đang nằm trên bờ nghe được tiếng vang kịch chiến lại càng nôn nóng bất an nó lắc đầu gầm nhẹ một tiếng rốt cuộc nhịn không được nhảy vào trong đầm lạnh nhanh chóng đến trợ giúp đồng tộc ba con hàng giao thái cổ chật chật phương nguyên có chút đồng tình với phượng tiên thái tử phượng tiên thái tử phiền phức rồi đương nhiên Trí lực của hàng giao thái cổ không thể so sánh với con người, không thể giết chết được phượng tiên thái tử, thậm chí còn có thể chết một hai con. Chiến lực phượng tiên thái tử vô cùng cường hãn, Bởi vì ông ta trưởng thành ở Bắc Nguyên, từng bước trở thành cổ tiên bác chuyển, chiến tích bưu hãn. Nhưng đợi đến khi phượng tiên thái tử xử lý được ba con hàng giao thái cổ, ta đã sớm bỏ trốn mất dạng. Phương Nguyên lên bờ, đang định rời đi, bỗng nhiên hơi dừng lại hắn phát hiện trên bờ có rất nhiều trứng hàng giao mỗi một quả trứng hàng giao đều to bằng cái thất nằm sang sát nhau số lượng hàng trăm hàng ngàn thì ra con hàng giao thái cổ vừa nãy đang bảo vệ trứng cho nên không dễ dàng rời đi đây là cái gì thế phương nguyên phát hiện một cột đá thấp bé chính giữa đống trứng màu xám trắng phát ra hàng ý đây là tiên tài bát chuyển đá quản hàng một khối thật lớn giá trị phi phàm cho dù tầm mắt Phương Nguyên rất cao, lúc này trong lòng cũng dâng lên một sự vui mừng. Đến lúc này, hắn mới hiểu được vì sao trong giao tộc lại có đến ba con hàng giao thái cổ. Hắn lập tức ra tay, thu hết mấy ngàn quả trứng hàng giao và đá quảng hàng mang đi. Vận thế của ta áp chế phượng tiên thái tử và đàn giao tộc này, vì thế bị người ta đuổi giết, ngược lại nhân họa đắc phúc. Phương Nguyên cảm khái trong lòng. Phượng tiên thái tử không phải phượng cửu ca không có người hộ đạo có vận thế cao phượng cửu ca chống lại vận thế của phương nguyên lập tức thu được hiệu quả phượng tiên thái tử dây dưa phương nguyên không thành ngược lại thành toàn cho phương nguyên không có ba con hàng giao thái cổ kéo ông ta lại phương nguyên tuyệt không có cơ hội trộm được tài phú lớn đến như thế đây cũng chính là sự lợi hại của vận đạo đúng là phải cảm ơn phượng tiên thái tử đã phối hợp phương nguyên cảm thấy rất vui hắn chui ra ngoài sau đó thôi động định tiên du bỏ trốn mất dạng phượng tiên thái tử vẫn còn đang giao chiến với ba con hàng giao thái cổ bỗng nhiên ba con hàng giao thái cổ nhận được tin hàng giao khác gửi đến biết được trứng hàng giao bị trộn, lập tức phát cùng hai mắt đỏ bừng miệng phả hơi lạnh mạnh như phượng tiên thái tử nhất thời thiếu chút nữa không chống đỡ được không ngừng chống cự vô cùng chật vật đám trắng ngu xuẩn này đã xảy ra chuyện gì chứ tại sao đột nhiên trở nên hung mãnh như vậy phượng tiên thái tử cảm thấy kỳ lạ hai ta bị ba con súc sinh này trì hoãn lâu như thế phương nguyên tất nhiên đã bỏ trốn nhiệm vụ của ta đã thất bại phượng tiên thái tử thở dài trong lòng cũng không còn cách nào phương nguyên không giao thủ với ông ta hắn quá trơn trượt đồng thời phương nguyên còn có tạo nghệ biến hóa đạo ở nơi như tùng vĩ lĩnh phượng tiên thái tử cực kỳ ăn thiệt phương nguyên đã lợi dụng địa lợi rất lớn Cổ tiên giao thủ, chỉ thấy sát chiêu, tiên cổ lẫn nhau, đều là hạng người ngu xuẩn. Tinh anh trong cổ tiên từ trước đến nay đều biết nhập gia tùy tục, cân nhắc hoàn cảnh thiên địa, phỏng đoán suy nghĩ và cảm xúc lẫn nhau. Vậy thì trở về đi. Phương Nguyên xảo trá, thời cơ ngươi xuất hiện lại rất trùng hợp, chỉ sợ hắn đã tính ra được thân phận thật sự của ngươi. Tử Vi tiên tử truyền tin đến. Phượng tiên thái tử im lặng. Thật ra, ông ta không cam tâm nhưng tử vi tiên tử nói rất đúng tuyệt không thể coi thường phương nguyên khi phượng tiên thái tử ra tay với phương nguyên đồng nghĩa với việc thân phận của ông ta đã bị bại lộ rút lui phượng tiên thái tử cắn răng bay ra khỏi đầm lạnh nhưng ba con hàng giao thái cổ với đuổi theo không bỏ làm sao vậy ba con rắn ngu xuẩn này điên rồi lại cứ đuổi theo ta không bỏ phượng tiên thái tử cảm thấy suối quẩy vô cùng đụng phải ba con súc sinh này chẳng biết phân phải trái cứ dây dưa với ông ta các ngươi cho rằng ta không đối phó được các ngươi sao phượng tiên thái tử bị khơi dậy lửa giận trong lòng trong lúc ông ta định ra tay bên trong dãy núi chung quanh vang lên tiếng thú gào cuồng bạo từng con hoang thú thái cổ xuất hiện không có hảo ý nhìn phượng tiên thái tử bọn chúng chấp nhận ba con hàng giao thái cổ dù sao cũng là hàng xóm rất nhiều năm rồi nhưng cổ tiên nhân tộc này từ nơi nào đến? Lại dám xâm chiếm Tùng Vĩ Lĩnh? Sắc mặt Phượng Tiên Thái tử bỗng nhiên trắng bệch. Tùng Vĩ Lĩnh là một trong 10 hung địa của Bắc Nguyên. Cổ tiên bác chuyển tiến vào thăm dò cũng phải hết sức cẩn thận. Làm không tốt sẽ dẫn phát thú triều. Rút lui trước vẫn hay hơn. Trong lòng Phượng Tiên Thái tử trầm xuống, vội vàng rút lui. Ôi chao! Ông ta thình lình bị hàng giao thái cổ phả trúng hơi lạnh, băng sương bao trùng toàn thân không khỏi trùng mình một cái hoành một tiếng vang trầm phượng tiên thái tử lại bị hàng giao thái cổ ngưng tạo băng cầu đập trúng sau lưng đánh cho ông ta lảo đảo về phía trước vô cùng chật vật ba con hàng giao thái cổ đuổi đánh đằng sau phượng tiên thái tử nhưng phượng tiên thái tử xanh mạch không dám tiếp tục phản công cứng rắn chịu đựng công kích cuối cùng phun máu trốn ra khỏi tùng vĩ lĩnh ba ngày sau đại trận luyện đạo nổ đùng đùng Đạo Ngân bất lợi sau cùng đã bị tiêu trừ. Cuối cùng cũng thành công rồi. Địa Linh Lan Gia thở vào. Phương Nguyên cũng thở ra một hơi, rốt cuộc an toàn rồi. Ba ngày qua, tử vi tiên tử không ngừng suy tính, mang đến cho Phương Nguyên áp lực rất lớn. Mặc dù sát chiêu diêm đế phát huy tác dụng rất lớn, nhưng tiêu hao lại là nội tình hồn phách của Phương Nguyên. So với kiếp trước, nội tình hồn phách của ta bị giảm xuống rất nhiều để mau chóng luyện hóa những đạo ngân bất lợi này ta cũng tổn thất rất nhiều tiên tài bát chuyển nhưng so sánh với thu hoạch những tổn thất này hoàn toàn không đáng nhắc đến phương nguyên ước định trận đại chiến này cho đến khi đạo ngân bất lợi biến mất hoàn toàn tử vi tiên tử không còn chỗ để dựa trận chiến vây quanh phúc địa lan gia mới chính thức hạ màn kết thúc không hề nghi ngờ chiến dịch này phương nguyên đại thắng thu hoạch cực lớn bản thân hắn vô cùng hài lòng cả một quá trình đều nằm trong sự khống chế của hắn, không chệt khỏi tính toán của hắn. Đây chính là ưu thế trùng sinh. Sự lợi hại của Xuân Thu Thiền đã được thể hiện đầy đủ. Đương nhiên, nếu bản thân Phương Nguyên không có năng lực chèo chống, cho dù phàm nhân có trùng sinh bao nhiêu lần cũng không thay đổi được đại cục cổ tiên. Trên bản chất, Xuân Thu Thiền chỉ là cổ trùng có tính phụ trợ. Trùng sinh trở lại thay đổi nhiều ít bao nhiêu còn phải xem mưu tính và năng lực thực tỉnh của cổ tiên nhưng bên trong cũng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Ví dụ như Phượng Cửu Ca lợi dụng sát chiêu lai nhân khứ quả nhẹ nhõm rút khỏi chiến trường. Còn có bi năng khác của đạo ngân bất lợi. Tử vi tiên tử từ bỏ vòng xoáy hắc ám, trực tiếp suy tính vị trí phúc địa lan gia, khiến ta không kịp chuẩn bị. Kiếp trước của Phương Nguyên cũng không có tin tức này. Trùng sinh một lần cũng không thể giúp Phương Nguyên nhìn hết ác chủ bài trong tay kẻ địch. Nhất là đối mặt với kẻ địch nội tình thâm hậu như thiên đình trùng sinh có ưu thế nhưng không phải tuyệt đối. Kẻ địch cũng không phải kẻ ngu. Người thay đổi, khác với kiếp trước, kẻ địch cũng sẽ nhanh chóng điều chỉnh đưa ra phản ứng khác. Tử vi tiên tử cưỡng ép suy tính phúc địa lan gia, phối hợp truy sát phượng tiên thái tử, chính là bằng chứng rõ ràng trước mắt. Những chuyện này, Phương Nguyên không trải qua ở kiếp trước. Trước đại chiến, Phương Nguyên cũng cân nhắc đến điểm này. Cho nên, hắn lựa chọn ngăn cản thiên đình mà không mưu tính đến trường sinh thiên kiếp trước địa linh lang gia không địch lại cho nên đã thỉnh cầu trường sinh thiên trợ giúp khiến cho thiên đình thất bại phương nguyên đào thoát sau khi phương nguyên trấn áp địa linh lang gia một lựa chọn mê người bày trước mắt đó chính là lợi dụng ước định cố ý để địa linh lang gia thỉnh cầu trường sinh thiên trợ giúp sau đó dùng phúc địa lang gia làm chiến trường để trường sinh thiên và thiên đình tử chiến với nhau cuối cùng phương nguyên nhắm trúng thời cơ mà ngư ông đắc lợi nhưng phương nguyên cũng nhanh chóng bác bỏ phương án này quá mạo hiểm mặc dù một khi mưu tính thành công lợi ích sẽ cực kỳ kinh người nhưng phong hiểm bên trong cũng rất khổng lồ phương nguyên không tiếp nhận được đừng quên xuân thu thiền vẫn còn đang trong quá trình hồi phục không thể sử dụng lại vĩnh viễn đừng bao giờ coi thường đối thủ của mình mặc kệ là trường sinh thiên hay thiên đình Cường giả bắt chuyển người nào cũng là tinh anh, nội tình thâm hậu. Chỉ cần không để ý một chút, bọn họ sẽ đưa ra lựa chọn không giống kiếp trước, bởi vì thủ đoạn của bọn họ quá phong phú. Thay đổi ảnh hưởng thay đổi, cuối cùng thay đổi càng lớn, trở nên thay đổi hoàn toàn. Phương Nguyên không có thực lực, không thể đảm bảo mình trong trận tranh đấu giữa hai phe. Cho nên, Phương Nguyên cuối cùng lựa chọn dựa vào bản thân ngăn cản Thiên Đình. Cứ như vậy, biến số giảm mạnh, Bản thân hắn cũng có thể trấn áp thế cục Mặc dù sẽ có một số chuyện ngoài ý muốn phát sinh Nhưng không ảnh hưởng toàn cục Cuối cùng Phương Nguyên toàn thắng Tất cả phúc địa Lan Gia đều thuộc về Phương Nguyên Hiện tại, ba đại lục Mao Nhân, Phương Nguyên đều bố trí ở Tiểu Đông Hải Luyện Thủy Hao tổn không ít Được Phương Nguyên thu lại Hình thành hình thức ban đầu của Luyện Thủy Na Di đến phía tây Tiểu Đông Hải Gần Tiểu Trung Châu Đại lục Vân Cái Bên trong phúc địa Lan Gia Phương Nguyên chuyển nó đến Tiểu Bạch Thiên. Tiên cổ ốc luyện lô phái Lan Gia được Phương Nguyên chia tách ra, dự định cải tạo đạo tặc quỷ thủ. Đại trận luyện đạo vẫn được giữ lại, đóng ở đại lục vân cái. Chân truyền kỹ vận vận đạo, chân truyền thâu sinh đạo thiên, chân truyền luyện đạo trường mau lão tổ, sau này Phương Nguyên sẽ lần lượt nghiên cứu. Ba ngày đã qua, không biết đám cổ tiên dị nhân đã cân nhắc như thế nào. Địa linh Lan Gia vừa điều khiển đại trận luyện đạo trường mau dừng lại, vừa nói. Phương Nguyên hừ nhẹ một tiếng, bây giờ ta là cổ tiên bác chuyển. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Nếu bọn họ không biết điều, không gia nhập vào phái Lan Gia, vậy thì diệt trừ hết đi. Tiên khiếu chí tôn. Tiểu Bạch Thiên, Đại Lục Vân Cái. Thế nào, chư vị còn chưa cân nhắc xong sao? Phân thân trụ đạo lục chuyển của Phương Nguyên đại diện bản thể đến gặp những cổ tiên dị nhân còn sót lại sau đại chiến trong số những cổ tiên dị nhân này có cổ tiên người tuyết băng viện, có cổ tiên người đá thạch tông, thạch sư thành, còn có cổ tiên người mặt mặt kỳ dị. Bởi vì phương nguyên hãm hại, cho nên chỉ còn lại bốn cổ tiên dị nhân này. Ba ngày trước, phương nguyên thoát khỏi phượng tiên thái tử, hắn đã yêu cầu bốn vị cổ tiên này suy nghĩ cho thật kỹ, đề nghị bọn họ gia nhập phái lan gia, cho bốn người ba ngày để suy nghĩ. Bây giờ, thời gian ba ngày đã qua phân thân trụ đạo của Phương Nguyên và Địa Linh Lan Gia cùng nhau đến. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.